Rất nhiều anh chị đã quan tâm cụ thể hơn, vậy thì quyền lợi của tôi và trách nhiệm của tôi là gì khi tham gia tích sản cổ phiếu AZFIN Việt Nam? Thì hôm nay tôi cũng sẽ chia sẻ đến anh chị về những cái nội dung này. Thì đầu tiên là về lợi ích tham gia của tích sản. Thì đầu tiên là cung cấp cho các anh chị một cái danh mục tích sản. Thứ hai là cung cấp cái vùng giá để các anh chị có thể mua bán. Thứ ba là phân tích chi tiết về cái cổ phiếu trong cái danh mục tích sản mà chúng tôi đưa ra. Thứ tư là kết nối học hỏi được thêm kiến thức để nâng cao cái năng lực của bản thân, cũng như kết nối để có thể kinh doanh hay nhiều cơ hội thành công khác. Thứ năm đó là đồng hành, được đồng hành và giải đáp những cái thắc mắc, những cái nội dung để anh chị có thể sâu sắc hơn trong cái tích sản cổ phiếu, cũng như tuân thủ kỷ luật để có thể thành công trong tích sản cổ phiếu. Và cuối cùng, tích sản cổ phiếu nâng cao hoặc câu lạc bộ đầu tư giá trị là những nơi anh chị có cơ hội có thể tham gia những cái vấn đề đó. Thì đầu tiên đó là về cung cấp cái danh mục tích sản. Thì AZFIN cung cấp danh mục hơn 30 mã cổ phiếu giá trị theo đúng phương pháp đầu tư giá trị, được nghiên cứu và phân tích kỹ càng và khách quan nhất bởi đội ngũ chuyên gia của AZFIN Việt Nam, rất nhiều kinh nghiệm. Update thường xuyên để loại bỏ những cái cổ phiếu không đáp ứng được yêu cầu, sai, làm ăn kém, triển vọng tương lai không tốt, và thêm các cái cổ phiếu mới đáp ứng đủ các cái yêu cầu liên quan đến tích sản để các anh chị có thêm lựa chọn. Tiếp theo là về cái cung cấp giá để tích sản. Thì giá mua, chúng tôi cũng cung cấp một cái dùng giá nên mua. Thì cứ mua giá đó là được cái giá chiết khấu cao so với định giá đó. Và tôi xin lưu ý anh chị đây, tích sản cổ phiếu cùng AZFIN Việt Nam nó không phải là mua trung bình giá, mà là mua liên tục đều đặn ở cái vùng được định giá hấp dẫn. Còn nếu vùng cao không mua đó. Còn nếu gọi là mua trung bình cũng được, như là mua trung bình giá thấp chứ không phải mua trung bình giá. Và giá có giá ngừng tích sản để các anh chị tránh mua với giá cao, cảnh báo tránh mua với giá cao. Rồi có giá cân nhắc bán để anh chị có thể bảo vệ thành quả với tích sản và tránh việc cổ phiếu lên cao rồi nó lại xuống, sập xuống rất sâu, rất nhiều anh chị buồn. Và lúc lên nó lại mấy chục phần trăm tôi cũng bán, đến lúc nó lại xuống lại gần hòa vốn thì mình lại bị mất cái nhẫn. Đấy, tuy vậy đối với cái những người mà thấm nhuần cái tư duy tích sản ấy và chỉ tập trung vào cái dòng tiền ấy, thì có thể là họ không phải bán những cổ phiếu xuất sắc, mà họ chỉ một chiều mua tốt là được. Lấy cao quá họ không mua, họ đợi xuống thấp họ lại mua, và họ chỉ quan tâm đến cái việc sinh lời từ cái danh mục đó. Và thứ ba là AZFIN cung cấp đến anh chị cái phân tích chi tiết về cái cổ phiếu trong cái danh mục tích sản đó. Thì mỗi cổ phiếu và danh mục tích sản đều có bản phân tích cơ bản giá trị về nó, nêu rõ lý do vì sao lại được lựa chọn tích sản, triển vọng tương lai, lợi thế cạnh tranh, quản trị công ty là những yếu tố bắt buộc cung cấp đến anh chị. Và tiếp theo là sẽ có kết nối học hỏi, nâng cao kiến thức. Thì AZFIN tổ chức offline và online gặp gỡ chia sẻ kiến thức về tích sản một cách thường xuyên. Các thành viên thì kết nối với nhau không chỉ tích sản mà còn tận dụng công việc, phát triển kinh doanh. Rồi tiếp theo là đồng hành để giải đáp. Thì AZFIN luôn đồng hành cùng nhà đầu tư với chương trình thường xuyên để có thể tuân thủ kỷ luật tích sản thành công, hướng đến tự do tài chính của anh chị. Giải đáp thắc mắc của nhà đầu tư tích sản sao cho hiệu quả tích sản nó cao nhất, và chúng ta có niềm tin để đồng hành. Và tiếp theo là nâng cao, nâng cấp cái bản thân và đầu tư, tức là anh chị có cơ hội tham gia tích sản cổ phiếu nâng cao khi mà tuân thủ kỷ luật nghiêm ngặt cái tích sản cổ phiếu đã. Rồi là có cơ hội tham gia cái câu lạc bộ đầu tư giá trị nhằm nâng tầm đầu tư và có thể trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp. Tiếp theo về trách nhiệm và quy định khi tham gia tích sản cổ phiếu. Đó là thứ nhất, phải mở tài khoản tại nơi mà AZFIN có hợp tác. Thì ở đây thì AZFIN mới có thể kiểm soát đánh giá được cái việc tuân thủ của anh chị hay không. Đúng không? Tham gia vào đâu thì cũng phải có kỷ luật ở đó, thì chúng ta mới tuân thủ một cách lâu dài và mới thành công được. Rồi là việc mua là phải đều đặn, hàng quý hoặc hàng tháng. Không bắt buộc hàng tháng nhưng mà hàng quý phải có mua, phải có tích lũy thì nó mới tạo thành cái thói quen và nó mới đúng được. Và thứ ba là không giới hạn về cái số lần mua hay không giới hạn về số tiền mua của anh chị.
Anh chị có ít thì tích ít, có nhiều thì tích nhiều. Nhưng mà nên đều đặn, phải mua đều đặn. Và mua tối thiểu là 1 cổ và tối đa là 5 cổ. Không mua được ngoài danh mục. Nếu mua ngoài danh mục tích sản thì nó là vi phạm kỷ luật của cộng đồng. Thì nếu vi phạm 2 lần thì chúng tôi có thể mời các anh chị ra. Rồi không gây ảnh hưởng xấu đến cộng đồng của chúng ta. Nhiều anh chị thì có cái lĩnh vực đầu tư khác, tư duy khác. Nhưng vào cứ nêu những cái tư duy ra để áp đặt cho việc tích sản cổ phiếu. Thì các anh chị không phù hợp thì AZFIN mời các anh chị ra. Đó. Thì trên đây là những cái trao đổi của tôi đến với anh chị về những cái gọi là quyền lợi cũng như trách nhiệm khi tham gia cộng đồng tích sản cổ phiếu. Hy vọng là sẽ cung cấp được nhiều thông tin hữu ích đến với anh chị. Ở phần tiếp theo tôi sẽ trao đổi đến với anh chị. Đó là những rủi ro khi tham gia tích sản cổ phiếu cũng như là cái phương pháp hạn chế rủi ro. Và đặc biệt là những nhà đầu tư nào thì không nên tham gia tích sản. Xin chào, hẹn gặp lại ở nội dung tiếp theo.